Huy xin kính chào tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Hôm nay Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị xem qua mẫu xe rất là quen thuộc anh chị, Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V, phiên bản máy xăng cao cấp. Vì sao Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V, phiên bản máy xăng cao cấp là một trong những cái mẫu xe được ưa chuộng nhất quý anh chị, và cũng là một trong những cái mẫu xe bán chạy nhất của dòng Toyota Corolla Cross. Thì hôm nay Huy sẽ cùng với quý anh chị xem chi tiết về cái mẫu xe này. Thứ nhất là về ngoại thất, như anh chị thấy với một chiếc xe SUV gầm cao 5 chỗ rộng rãi, thì đây là một chiếc xe về ngoại thất kiểu dáng thiết kế khá là bắt mắt quý anh chị. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, nhập khẩu như quý anh chị nha, cho nên là chạy cực kỳ êm, độ cách âm rất là tốt luôn. Rồi về ngoại thất, còn về vấn đề tính năng an toàn, những cái option thì rất là nhiều, như là camera 360 độ quý anh chị, được bố trí ở gương ở phía trước nè, hai bên gương luôn đấy, và phía sau thì nó giúp cho anh chị có thể quan sát xung quanh xe luôn. Rồi hệ thống đèn được trang bị là đèn bi led nha quý chị nha, bi led, có tính năng là tự động bật tắt các chị, và có một tính năng rất là hay nữa là tính năng thích ứng thông minh, là đèn có thể chuyển từ chế độ code sang pha cũng như là chế độ pha sang code khi mà quý anh chị di chuyển trên những cái cung đường đô thị hay là ở đường trường đấy. Rồi cảm biến khoảng cách ở phía trước và phía sau có hết quý vị, cho nên là khi mà anh chị di chuyển ở những cái đường đông đúc thì nó sẽ rất là an toàn, cùng với camera 360 độ. Và đặc biệt là cái trong gói an toàn safety sense của Toyota là hệ thống cái này là bộ radar nằm trong khu vực này, cùng với camera ở khu vực này anh chị đó, thì nó sẽ giúp cho chiếc xe có một tính năng an toàn rất là hay, là tính năng báo phanh khẩn cấp, tính năng cảnh báo va chạm quý vị, và tự động phanh luôn nha. Đấy, rất là tuyệt vời. Cùng với đó là cái bộ radar này, nó sẽ giúp cho xe có một tính năng là chạy cruise control ga tự động quý vị, nhưng mà lại giữ khoảng cách an toàn so với phía trước. Giống như ví dụ anh chị cài đặt chế độ là 60 km/h, nếu như phía trước có một chiếc xe nó chạy chậm hơn thì nó tự động nó giảm tốc độ xuống. Và khi mà xe đó chạy nhanh lên thì tự động nó sẽ đẩy tốc độ lên 60 như tốc độ mà anh chị đã cài đặt. Nó rất là an toàn luôn. Rồi ngoài ra thì xe có một tính năng rất là hay nữa là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau. Đấy, khi mà chị di chuyển sang làn đường bên cạnh hay là anh chị ve đó thì nó sẽ cảnh báo cho quý anh chị nếu như ở điểm mù nó có phương tiện đang di chuyển. Đấy, rất là an toàn quý anh chị. Cửa sổ trời có luôn. Đấy, tính năng là không thiếu thứ gì, ngập tràn tính năng luôn. Cảm biến ống xúc vỏ quý anh chị, cảm biến ống xúc vỏ, có cái vỏ nào nó mềm là nó sẽ báo cho quý anh chị luôn. Mâm 18 inch anh chị, vỏ bích chi lên chạy cực kỳ êm luôn. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Cái độ cách âm thì cực kỳ tuyệt vời luôn, cách âm rất là tốt quý anh chị, rất là tốt luôn. Rồi ngoài ra thì xe còn có một tính năng nữa là cảnh báo chệch làn đường và giữ làn đường luôn nha quý chị nha. Đấy, đèn thích ứng thông minh này, bảo dưỡng hãng kỹ nha quý chị, có bảo dưỡng hãng, vô lăng, bọc da, rồi có gạt mưa tự động luôn. Đấy, option rất là nhiều. Đây, 25.275 km, chế độ bảo hành còn đầy đủ quý chị. Và xe có trang bị camera 360 độ, thì đặc biệt Huy rất là thích cái đầu Android, nó có ghi hình, có dẫn đường luôn quý chị, gương chống chói tự động trong xe nè. Đó, đây cái bộ này là cái bộ camera cảm biến đó chị, nó có giúp cho chiếc xe này có rất là nhiều tính năng như Huy chia sẻ, có cửa sổ trời này ha anh chị ha. Rồi điểm thứ ba mà chiếc xe này được khách hàng rất là thích, ngoài những cái tính năng an toàn như là kiểu dáng thiết kế, thì cái độ rộng rãi và sự sang trọng ở bên trong nội thất là màu đen quý chị. Thì nó sẽ có hai tông màu, màu đỏ và màu đen, thì Huy thấy là màu đen này được khách hàng rất là chuộng, và với cái sự thiết kế khá là đẹp, sang trọng đấy. Những chi tiết nha anh chị, cửa gió thì có những chi tiết mặt chrome này, anh chị nhìn nào, đấy rất là đẹp. Đây là đây này anh chị, nó có những cái phần này là nhựa bóng rất là đẹp. Rồi bên trong này á là đề can là chủ xe dán còn chưa tháo luôn. Đây là bằng da đấy. Và cái độ rộng rãi để chân đồ thoải mái lắm chị, ghế chỉnh điện 8 hướng có thể di chuyển tới lui. Rồi cái độ ngã của ghế và có thể điều chỉnh được cái tựa đầu. Rồi một điểm nữa
là về cái như Huy chia sẻ là cái độ rộng rãi, sự sang trọng ở trong phần nội thất đó. Cái độ cách âm đồ thì đối với chiếc xe này rất là tốt. Thì tính năng an toàn thì có thêm một tính năng nữa là bãi túi khí. Bãi túi khí các chị nha, cho nên là cực kỳ là an toàn luôn. Ok, nó rất là nhiều thứ để nói trên chiếc xe Corolla Cross này. Thì Huy cũng chia sẻ sơ cho quý anh chị mình nắm thôi. Với dung tích động cơ 1.8 nhưng mà rất là tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị chạy đường trường đâu đó khoảng hơn 5 lít trên 100 cây thôi. Chưa tới 6 lít. 1.8 nhưng mà rất là tiết kiệm nhiên liệu. Huy đã từng trải nghiệm chiếc xe này rồi. Nếu chạy đường trường thì đâu đó lên quanh khoảng 5 lít 4. Đó là chạy thực tế nha anh chị nha. Chạy thực tế là Huy đã từng chạy, đã cảm nhận về chiếc xe này. Ở phía sau là có 4 cảm biến, khoảng cách phía sau cho nên là rất an toàn khi quý anh chị mình ra. Đó, anh chị nhìn nè, gầm bệ còn mới tinh. Chế độ hành hãng còn đầy đủ anh chị. Đây, phía sau thiết kế đẹp mà. Corolla Cross đẹp anh chị, 5 chỗ gầm cao rộng rãi rất là đẹp luôn. Đây, còn đây nè, chủ xe nè, chống trài anh chị nha. Rồi có khai để đồ. Đó, để đồ ở đây. Chủ xe trang bị thêm nè anh chị. Đó. Mới tinh anh chị, vỏ xe cua là còn nguyên chưa hạ nha anh chị. Đấy, có cái vỏ còn lại thì khá là ok luôn. Rồi. Và bây giờ thì Huy sẽ xem cùng quý chị xem thêm về chiếc xe này, về những cái phần như là ngoại thất. Rồi Huy vào bên nội thất cho anh chị xem cái camera 360 cũng như là cái độ nét của cái đầu DVD Android. Đó, anh chị nhìn nào, khe hở dưới các chi tiết này. Về thì bên Huy sẽ tiến hành làm spa, làm đẹp, vệ sinh sạch sẽ cho chiếc xe này anh chị nha. Xe này chủ xe cái thảm lót chân á là chủ xe chưa xài luôn quý chị. Chưa xài luôn. Đây, ngồi rộng rãi thoải mái lắm quý chị. Ngồi rộng rãi thoải mái. Ở phía sau á, thì có một cái tựa tay. Chúng ta có thể để bố trí những cái ly nước như thế này. Ở trên trần thì có đèn. Đèn anh chị, đó, rất là sáng luôn. Đấy, ngồi bên trong này thoải mái. Có cửa gió điều hòa đó, ở phía sau. Lạnh, làm lạnh nhanh và lạnh khá là sâu luôn. Đấy, vị trí để ly nước này anh chị. Công tắc lên xuống kính ở tất cả các cửa là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa anh chị nha. Đây, do anh chị, wow, xịn sò ghê chưa. Cửa đóng rất là chắc luôn. Có cảm biến ra và cửa thông minh nha anh chị nha. Khởi động nút bấm start up. Anh chị chỉ cần sờ vào là được rồi. Sờ vào được rồi là nó tự động nó đóng hoặc là nó mở thôi. Không cần quý anh chị phải bấm remote. Đó, thiết kế kiểu dáng đẹp. Xe này thì về chất lượng thì không phải lăn tăn gì hết rồi. Anh chị mua chiếc xe này mình sẽ tiết kiệm được so với xe mới rất là nhiều. Và đối với xe mới á, thì cái phần đầu của chị thì có rất là nhiều khách hàng lại không thích cái phần đầu của chiếc xe mới bây giờ. À, xe này thì được khách hàng đón nhận cực kỳ tuyệt vời luôn. Dán phim che mưa hết rồi anh chị. Ở mặt gương thì chủ xe có dán cái miếng chống ấm nước. Wow. Cái tem này vẫn còn giữ nguyên quý anh chị. Đây 2022 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái nha quý anh chị nha. 2022 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Rồi, vào bên trong thì cho quý anh chị cùng Huy á. Ấy có một cái này anh chị. Chủ xe trang bị thêm sạc không dây. Sạc không dây nha quý chị nha. Huy nhớ là cái này là của hãng này, sạc không dây của hãng. Như Huy chia sẻ thì ngoài vấn đề động cơ 1.8 tiết kiệm nhiên liệu thì cái phần hộp số cũng là một trong những cái điểm cộng được khách hàng đánh giá rất là tuyệt vời, là hộp số vô cấp, chuyển số cực kỳ êm luôn anh chị. Cực kỳ êm và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và những cái vị trí này anh chị. Đó, đẹp không? Huy spa, Huy làm đẹp lên thì đảm bảo anh chị ok luôn. Đây, khởi động nút bấm start up này. Rồi đầu DVD. Với trang bị đầu DVD Android thì có rất là nhiều tính năng. Đầu tiên là anh chị coi cái độ nét của cái đầu Android. Màn hình lớn lắm chị, quan sát xung quanh xe. Rồi đầu này thì chúng ta có rất là nhiều những cái phần mềm, những cái tính năng ở trong này. Thì trong đó có một cái tính năng như là camera hành trình ghi hình. Đây các chị. Đó. Rất là nét luôn. Rồi xong rồi sẽ có một cái tính năng Huy cũng rất là thích. Đó là cái phần mà cảnh báo, cái phần mà dẫn đường quý vị. Nó dẫn và vẫn dẫn đường. Đây đây đây, dẫn đường nè anh chị. YouTube nè anh chị, dẫn đường Vietmap S1 nha anh chị nha. Nó có cảnh báo tốc độ luôn. Đó, có cảnh báo tốc độ luôn. Đây. Đó, cảnh báo tốc độ luôn. Cho nên là khi quý anh chị di chuyển ở trên những cái cung đường mà lạ đó quý anh chị, không quen á, thì nó sẽ cảnh báo cũng như là chỉ hướng dẫn cho quý anh chị chạy. Nó rất là an toàn luôn anh chị. Để coi coi. Đây các anh chị. Này Huy bấm nó hơi bị nhanh. Bấm nó hơi bị nhanh cho nên là cảm ứng nó chưa có kịp ghi nhận là Huy đã bấm rồi. Bây giờ bấm từ từ nha. Thì Corolla Cross, cái sự cách âm của chiếc xe này thì khá là ok.
rộng rãi. Gia đình mà khoảng 5 người đi thì anh chị đi rất là thoải mái, rất là thoải mái ở trên cái đầu này. Đây các chị, đây là bản đồ dẫn đường có cảnh báo tốc độ. Anh chị chạy cung đường nào mà nó cảnh báo tốc độ là quá 50, tốc độ là giới hạn là 50. Nếu anh chị chạy quá tốc độ này thì nó sẽ cảnh báo cho quý anh chị để mình biết anh chị nha. Thì đây là một cái trong các phần mềm mà Huy Thái rất là tiện dụng cho quý cô chú anh chị mình sử dụng. Đấy, có gạt mưa tự động. Nói chung là tính năng thì Huy Thái là chiếc Cross này không thiếu thứ gì quý anh chị. Ok rồi, mình sẽ cùng với Huy xem sơ về phần động cơ. Toyota Corolla Cross là một trong những cái mẫu xe rất là tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, có rất là nhiều những cái tính năng được trang bị trên chiếc xe này. Như hệ thống động cơ thì là Dual VVT-i, rồi có bố trí cái hệ thống Assist. Đây là một hệ thống mà nó thay đổi hiệu dụng chiều dài đường ống nạp của anh chị. Nó giúp tăng công suất cho động cơ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cũng như giảm cái lượng khí thải ra môi trường của anh chị nha. Đấy. Chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ hết, cho nên là quý anh chị không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy cam kết xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không ngập nước bằng văn bản, và sẽ có chính sách bảo hành về động cơ và hộp số cho mẫu xe này. Ok, thì đó là một số những thông tin chia sẻ của Huy về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V, phiên bản máy xăng cao cấp, với rất là nhiều những cái ưu điểm mà Huy vừa chia sẻ. Thì đây là một trong những cái mẫu xe vì sao là chiếc xe được khách hàng ưa chuộng nhất. Chiếc xe 5 chỗ gầm cao, rất là phù hợp cho quý anh chị mình mua về sử dụng gia đình. Thì thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm nha, xe màu đen nha quý anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ạ.